Và các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot cho mọi người. Và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về việc là điều khiển một cái cụm LED vẩy thay gồm có 8 con LED. Và 8 con LED này thì mình sẽ giới thiệu các bạn một hàng để quyết định xem là cái con LED từ mấy sẽ sáng, còn nó sẽ sáng vào số mấy. Đầu tiên là mặt phần cứng mình giới thiệu như sau. Ở mặt phần cứng chúng ta cần một con Arduino, hai con HC595. Cái việc điều khiển HC595 như nào thì các bạn nên xem lại cái video trước về điều khiển shift out cho HC595. Tiếp theo đó là một cụm LED 7 thanh gồm 8 con LED 7 thanh. Trung chân dương ở đây tức là khi các bạn cấp cái điện áp dương và các cái chân từ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này thì nó sẽ quyết định là cái con LED 7 thanh nào sẽ sáng. Đầu tiên thì mình nối các chân 8, 9, 10, lần lượt vào các chân 12, 14 và 11 của con HC595 thứ nhất. Và các chân 11, 12, 13 lần lượt vào các chân là 12, 14 và 11 của con HC595 thứ hai. Tiếp theo đó thì mình nối hai cái chân dương và âm của hai con HC595 này lên nguồn dương và nguồn âm, như ở đây là chân số 13 và chân số 10 của mỗi con HC595. Với con HC595 thứ nhất cho hình U1 ở dưới này thì các bạn nối lần lượt các chân từ Q0 đến Q7 vào các chân 1 đến 8 của cái cụm 8 con LED 7 thanh này. Cái việc mà mình shift out cho cái con HC595 thứ nhất sẽ quyết định là con LED nào sẽ được sáng. Còn con HC595 thứ hai thì mình nối lần lượt các chân từ Q0 đến Q7 vào các chân từ A đến DP, cái dot point của cụm 8 con LED 7 thanh này. Và cái việc mình shift out cho con HC595 thứ hai này là để quyết định xem là cái ô được hiển thị sẽ hiển thị lên con số mấy. Ok, bây giờ mình xin bắt đầu đi vào phần lập trình. Ở phần lập trình đầu tiên thì mình sẽ khai báo các chân last pin, clock pin và data pin. Các chân này sẽ lần lượt là các chân 8, 19 của con Arduino và các chân này sẽ được nối vào con HC595 thứ nhất như mình vừa nói ở đầu bài. Mình hữu định các chân last pin 2, clock pin 2 và data pin 2 sẽ được nối vào các chân 11, 13 và 12 của con Arduino như mình cũng vừa nói ở đầu bài. Tiếp theo thì mình khai báo một cái này gọi là công chữ đi. Đây là một biến mảng một chiều. Biến mảng một chiều này sẽ có các tham số từ 0 đến 9. Và khi mà cái tham số là 0 thì các cái thanh từ A đến S sẽ sáng, bỏ thanh G đi, như vậy là nó sẽ hiện lên được số 0. Tiếp theo đó thì cái việc shift out, khi mà cái tham số ở đây là 1 thì cái con HC595 thứ nhất sẽ quyết định là cái số được ra đây là 1. Nhờ cái đám mã này, cái đám mã này thì các bạn có thể nhìn thấy đơn giản thôi, 0 là sáng và 1 là tối. Như vậy thì các bạn thấy là nó cũng không có khó để điều khiển. Cái này nó sẽ để quy đổi cái mã để shift out cho con HC595. Ok, tiếp theo là mình dùng một cái phông khác đi. Cái phông này thì cũng sẽ có các tham số từ 0 đến 8 mà thôi. Nếu mà tham số của cái này là 0 thì cái giá trị được trả ra sẽ là 0, và lúc đó thì sẽ không có cái con LED 7 thanh được chọn để sáng cả. Tiếp theo là nếu cái con số đấy là 1 thì cái con LED 7 thanh thứ nhất sẽ được chọn để sáng. Tương tự như vậy với con thứ 2 ở đây, 3 ở đây, 4 ở đây, 5 ở đây. Ok, mọi setup thì mình setup cho tất cả các chân last pin, clock pin và data pin là output hết. Và đây là cái phần chính của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về cái hàm mà để quyết định là con LED nào trong cụm 8 con LED đấy sẽ sáng và nó sẽ sáng là số mấy. Đây thì mình gọi cái hàm này là LED 7 set, set là cái thanh ạ. Plus và thật ra là trung chân dương, mình không biết nói là gì, mình ghi plus và cộng. Ok, ở đây sẽ ba tham số thứ nhất là number, là số được hiện ra, tham số thứ hai là cái con LED 7 thanh nào trong một trong 8 con LED đấy sẽ được sáng. Và tham số thứ ba là boolean n. Cái tham số này thì khi n bằng 1 thì mình sẽ hiện ra dấu chấm, và khi n bằng 0 thì mình sẽ không hiện ra dấu chấm. Ok, đầu tiên là mình sẽ shift out cho con HC595 thứ nhất bằng việc là mình dùng cái loạt câu lệnh shift out gồm 3 câu lệnh là đi từ right last pin 1 low, sau đó là shift out. Shift out thì có 4 tham số là data pin, clock pin là như tên cái chân nào thôi, MSD first. Tham số này mình đã có cái giải thích ở trong phần shift out thì các bạn không nên thêm nhé. Và led pin thì cái pin này chính là cái tham số lấy đi trên này, tức là led 7 thanh nào sẽ sáng. Và sau đó là đi từ right last pin 1 bằng 2, hay là lại chốt nó lại, không cho nó hiện thông tin nữa. Ok,
Ở cái cụm shift out lần thứ hai thì mình cũng biết tương tự. Đầu tiên là mình sẽ làm cho cái last pin trở nên low, tức là mở chốt. Sau đó thì nếu mà n bằng 0 thì mình sẽ in ra cái số đấy một cách rất bình thường. Nhưng nếu mà n bằng 1, cái n là cái mình lấy thật ở trên này nha. Nếu mà n bằng 1 rồi thì ở đây mình sẽ shift out ra với cái có lẽ là set number từ 0b1000. Cái này có nhiều bạn sẽ cần mình giải thích nên mình xin phép được giải thích luôn. Cái việc trừ đi cái số 0b1 và một đám dấu không ở đằng sau nó sẽ có ý nghĩa khi mà bây giờ mình sẽ phải quay lên cái biến set number ở trên. Như các bạn có thể thấy thì ở cái tiến mảng set này thì các bạn có thể thấy là mỗi cái giá trị của nó thì đều có cái số 1 hiện lên ở đầu. Với cái số 1 này sẽ thể hiện cho một cái gì đó luôn không sáng. Và ở đây thì tức là cái dot point. Vì vậy cái dot point là cái dấu chấm á. Thì nếu mà muốn làm nó sáng cái số 1 này phải biến thành số 0. Và khi mà những cái con số này mà trừ đi cái số 0B1 và tất cả 0000 này đằng sau thì cái số 1 này sẽ bị trừ. Và cái số 1 này biến thành số 0. Do vậy là cái dot point sẽ sáng, chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, quay lại vào hàm. Thật ra là cũng kết thúc hàm đến nơi rồi. Sau khi mà ship out xong cái cụm lệnh đó thì mình dùng là digital write last pin 2 bằng 2 để chốt cái chốt nó lại. Và đấy là hết hàm. Bây giờ thì mình sẽ viết ở trong hàm void loop là let 7c set plus. Số thứ nhất là số 1. Số 1 là cái số sẽ được hiện lên. Số thứ hai là cái con số thứ tự của cái led 7 thanh nào sẽ là được hiện lên con số đấy. Và cái số 1 này là có dấu chấm. Ở cái sau đó mình đi lên 1000. Và ở cái câu lệnh thứ hai thì mình dùng số 1 là số được hiện lên. Nhưng mà cái con led 7 thanh thứ nhất sẽ sáng và không có dấu chấm. Bây giờ thì các bạn hãy xem có chuyện gì xảy ra khi mà mình làm cái này vào Arduino nhá. Đã xong. Và bây giờ thì làm vào thôi. Thôi thử. Nhưng các bạn có thể thấy đặc biệt là số 1 ở ô thứ 2 sẽ sáng. Và tiếp theo là số 1 ở ô thứ nhất sẽ sáng. Số 1 ở ô thứ 2 sáng cùng với một dấu chấm. Và số 1 ở ô thứ nhất chỉ sáng với không có dấu chấm nào cả. Ok, bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Chúc các bạn làm robot thật vui và có nhiều phát minh sáng chế trong tương lai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.